Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hiệu. Và ngày hôm nay Hiệu rất là vui mừng khi mà được ngồi cùng với lại một người em của Hiệu. Anh ấy vô cùng là đẹp trai. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người một chút về thông tin của bản thân mình. Và sau đó anh em mình sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ được không? Ok, rất cảm ơn anh Hiệu đã mời em tham gia cái video lần này. Thì xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Trung Đức. Và hiện tại thì mình đang làm trong lĩnh vực là tư vấn và triển khai các chiến dịch marketing online cho các bot kinh doanh hệ thống. Thì mình đã có kinh nghiệm triển khai cho trên dưới là 30 bot về việc mà setup cũng như là xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công. Và ngày hôm nay mình đến đây rất vui để có thể chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến chăm sóc khách hàng cho các bạn đây. Và các bạn thấy đấy, vẫn một người phong thái rất là tự tin và một người rất là đẹp trai như vậy thì chắc chắn là sẽ có những bí quyết mà để giúp cho công việc của em là chăm sóc khách hàng và giúp đỡ cho các bot mỹ phẩm tất cả các bot khác có thể trở nên kinh doanh tốt hơn. Thì anh cũng mong muốn hỏi em một câu, đó là em có thể qua những câu chuyện, qua những cái cách mà em làm việc cùng với bot thì có những câu chuyện nào em cảm thấy đặc sắc là giúp cho những bot cảm thấy là vô cùng tuyệt vời, thì có thể chia sẻ với mọi người được không? Về cá nhân em thì em đang làm việc với khá là nhiều bot, và với mỗi một người bot thì lại có những cá tính riêng. Và với những người như vậy thì mình cần phải có cái sự uyển chuyển để làm sao mình có thể giao tiếp với họ một cách phù hợp nhất. Bởi vì đơn giản là gì, đã là bot thì họ có một cái vị thế cao, cho nên khi mình nói chuyện với họ thì cái vị thế của mình cũng phải tương đương, hoặc là làm sao mình có thể chia sẻ với họ mình ở cái tầm chuyên gia, cũng như là giúp đỡ cho họ có thể đạt được cái mục tiêu của họ. Và em cũng có khá là nhiều câu chuyện liên quan đến cái việc mà em giao tiếp với các bot. Thì có một câu chuyện mà em rất là nhớ đến tận bây giờ. Cái câu chuyện này thì nó thời điểm đầu thì nó khá là mình rất cần, nó khá là tồi, mà thời điểm sau thì em rất biết ơn người bot này. Thì khi mà em làm việc với một bot mỹ phẩm thì trong quá trình mà em giao tiếp, em chia sẻ cũng như là cái việc mà em bàn ra những quy trình mà bên em đã thiết lập để giúp đỡ các bot đó, đúng không, thì em hay giao tiếp này, em hay chia sẻ này. Và có một cái sự cố xảy ra là chính là gì, người bot đó có một lần nó nhắn tin cho em và nói rằng là đến thời điểm hiện tại thì chị đang gặp một chút cái vấn đề liên quan đến hệ thống. Yes. Và chị ấy muốn em là có thể là tư vấn cho chị cũng như là giúp chị giải quyết cái vấn đề này để cho hệ thống được phát triển hơn, bởi vì hệ thống của chị đang gặp cái vấn đề liên quan đến tụi nó. Yes. Và một vài vấn đề liên quan đến triển khai các cái hệ thống bán hàng tự động trên online. Thì lúc đó thì em cũng chia sẻ những thứ mà em biết cho người bot này, và chị ấy cảm thấy khá là tâm đắc. Và hai chị em trao đổi một lúc thì bắt đầu quá trình mà em triển khai em cũng rất nhiệt tình và làm hết mình làm theo cái mang lên cái chiến lược mà mình đặt ra. Có một cái vấn đề mà em cảm thấy được rằng là mình khá là hối hận, cũng như là cái thời điểm đó mình cũng chưa thực sự chín chắn để mình có thể giúp đỡ được cái bot đó một cách tốt nhất. Thì đó cũng là một cái lỗi lầm mà em cảm thấy đến bây giờ em vẫn cảm thấy là giá như hồi đó mình làm tốt hơn. Đó, thì cụ thể là như thế nào? Cụ thể thì cái việc mà em triển khai các chiến dịch marketing như vậy, các cái bài bán hàng như vậy, thì có một cái lỗi, đó chính là không thu hút được cái lượng traffic lớn vào cái bài đó. Và những cái chiến lược mà em tư vấn trước đấy không phải là sai, mà thực tế là nó chưa thực sự phù hợp với cái hệ thống đó ở thời điểm hiện tại. Tại vì là mỗi một hệ thống và mỗi một cái chiến lược mình đưa ra cần phải có sự phù hợp nhất định. Đó, thì cái mà em đưa ra nó hơi bị chênh một chút, nên là khi mà mình làm thì hiệu quả nó không đạt như mong muốn. Thế nên là lúc đó thì em đã nhận một cái phản hồi của chị là em khá nhiệt tình, thế nhưng mà thực sự là kinh nghiệm của em vẫn chưa thực sự đủ, và những thứ mà em đưa ra nó khá là cũ, nó chưa thực sự có điều gì là mới. Nhưng mà trong khi đó thì em làm điều này những người khác có hiệu quả đó. Thì lúc đó em bắt đầu nhìn nhận lại chính bản thân mình, và em bắt đầu mình xóa lại xem là cái thời gian đó mình làm như nào, những kinh nghiệm rút ra như nào, tại sao đến chị này lại không hiệu quả như vậy mà chị phản hồi như vậy. Kết quả là gì, chị đấy không tiếp tục làm việc với em nữa. Và sau thời gian đó thì có một thời gian em phải rất buồn và mất tự tin của thân. Nhưng mà anh cũng cảm thấy buồn nếu mà anh ở trong trường hợp đấy. Đó, thì lúc đó thì em bắt đầu là lục lại, cũng như là mình bắt đầu ngồi suy nghĩ lại. Thì lúc đó có một cái suy nghĩ lóe lên là gì, em có một cái bộ quy tắc ứng xử của chính bản thân mình, chính là tìm ra ý nghĩa tích cực của mọi chuyện đã xảy ra. Điều đó em bắt đầu suy nghĩ là việc mà cái bot này phản hồi mình như vậy là đang muốn là cho mình một cái cơ hội để mình có thể là nâng cấp bản thân mình hơn. Đó, để cho mình biết được rằng là mình cần phải nâng cấp hơn chứ không ở như thế này hiện tại nữa. Thì sau cái thời gian đó, bằng cái suy nghĩ như vậy thì em đã bắt đầu học hỏi lại
thân mình phát triển hơn. Đến thời điểm hiện tại thì em rất cảm ơn chị ấy. Tại vì nhờ cái sự cố như vậy mà em đã biết được là có rất nhiều thứ mình vẫn thiếu và mình cần phải học rất nhiều hơn. Thì đó là một câu chuyện mà em thấy rất là nhớ và rất biết ơn của mình. Qua cái câu chuyện của Đức thì anh cảm nhận được đó là một cái nền, cái bước đi, tức là nó là một cái nền tảng để cho mình một cái thử thách. Và qua cái góc nhìn của Đức là một cái góc nhìn tích cực và để là đưa ra một cái hướng giải quyết tốt hơn để làm sao nâng cấp bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì là tất cả mọi thứ thì khi chúng ta bắt đầu làm việc mới bắt đầu mà thì có rất là nhiều điều bỡ ngỡ và có thể là lúc đó mình đang nghĩ rằng là mình đang làm đúng, nhưng với cái lộ trình đấy thì chưa chắc là mình đã đúng được. Nên là qua góc năng kính của Đức và góc nhìn của Đức thì Đức đã có một cái cảm nhận và đã thay đổi của mình, thay đổi chính bản thân mình và rèn luyện cho bản thân mình được mạnh mẽ hơn. Và ngay ngày hôm nay khi được ngồi với Đức thì mình cảm thấy Đức là một người cực kỳ tràn đầy năng lượng và cực kỳ tự tin trong cái quá trình mà Đức nói chuyện đằng sau với mình. Và mình rất là ngưỡng mộ Đức. Và Đức có thể chia sẻ cho anh thêm những cái yếu tố nào để có thể giúp cho em về phát triển về cái kỹ năng của mình, về tư duy dịch vụ, về tư duy về chăm sóc khách hàng. Về cái việc mà chăm sóc khách hàng thì nó là một cái khâu rất quan trọng trong cả một cái chuỗi chu trình bán hàng. Và em hay gọi nó là cái việc mà tối đa giá trị của được khách hàng, hay làm sao để tăng cái tỷ lệ quay trở lại mua hàng. Và với một khách hàng mình khai thác được giá trị cao nhất thì cái việc mà chăm sóc khách hàng hay là cái việc mà làm cho khách hàng wow hay là khách hàng giới thiệu khách hàng thì về cái bản chất là chúng ta phải một hiểu một điều rằng là gì, chúng ta đừng bao giờ coi khách hàng là khách hàng. Mặc dù họ là khách hàng nhưng mà đừng bao giờ coi họ là khách hàng, bởi vì khi mà chúng ta coi như vậy chắc chắn họ sẽ cảm nhận được cái điều chúng ta đối xử với họ. Mình tự đối xử bởi vì là chúng ta cung cấp dịch vụ chứ phải chúng ta cung cấp cái sản phẩm. Bởi vì nên cái dịch vụ của nó là một thứ gì đó vô hình, nó rất khó để có thể họ nhìn được nó rõ ràng. Thế nên là những thứ họ cảm nhận là những thứ mà cái thái độ phục vụ của chúng ta, đúng không? Thế nên là cái việc mà chúng ta là coi họ coi cái sản phẩm hay là coi khách hàng thì nó sẽ làm thứ ở tầm tầm dưới. Và em đang nói đến cái tư duy cao hơn, tư duy của người bán hàng đỉnh cao đó. Thì cái điều này em học được từ Tony Robbins. Và chúng ta có một cái tư duy chúng ta cần phải ghi nhớ là gì? Hãy đối xử khách hàng như là chúng ta đối xử với chính người thân trong gia đình của mình. Đúng nào? Chúng ta đối xử với người thân như là rất là thân thiết và không có rào cản nào, đưa cho họ cái điều tốt nhất. Và khi mà chúng ta đối xử tương tự như vậy với khách hàng của mình thì tự dưng là họ sẽ cảm nhận được. Và nó giống như việc mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta rất khác biệt so với những cái đối thủ khác mà thị trường. Họ chỉ đơn giản cung cấp sản phẩm và sau đó là họ một cuốn đi, họ không chăm sóc khách hàng. Còn chúng ta là quay họ như người thân trong gia đình, đúng nào? Và em thấy có một cái điều quan trọng là gì? Khi mà các cái doanh nghiệp cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tương tự nhau, và nếu như họ chỉ dừng lại đơn giản là cung cấp đúng như những gì mà họ nói, thì nhiều khi là khách hàng sẽ cảm nhận được rằng họ cho mình như thế thôi, thì mình cũng nhận được như thế thôi. Thế nhưng mà nếu như mình làm khác đi, mình còn làm cái là gì? Mình cung cấp cho họ cái tầm nhìn, dễ cho họ cái tầm nhìn và gợi ý cho họ nhiều cái chiến lược mới hơn, nhiều cái điều tuyệt vời khác hơn để họ có thể là phát triển ngoài cái điều mình cung cấp cho họ. Thì như vậy họ sẽ cảm thấy được rằng là bạn này rất nhiệt tình, bạn này rất chân thành và muốn thực sự là muốn tốt cho họ. Họ sẽ cảm nhận được. Và cái đó là yếu tố thứ hai, chúng ta hãy giúp cho khách hàng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Từ cái từ chuyên gia ở đây nó giống như cái việc mà khách hàng của bạn đang muốn giải quyết vấn đề liên quan đến trị nám, hãy giúp cho họ biết cách làm sao để có thể trị nám tại nhà tự nhiên, cung cấp cho họ những kiến thức, những cái giải pháp mới thì để họ có thể là tự mình phát triển ngoài cái sản phẩm của bạn. Và sau khi mà không sử dụng sản phẩm của bạn nữa thì họ vẫn có cái thói quen là làm những cái việc mà bạn đã chỉ dạy cho họ, thì họ vẫn chắc chắn là họ nhớ đến bạn và hình ảnh của bạn trong tâm trí của họ sẽ được khắc sâu hơn, cũng như là cái mối quan hệ của chúng ta với khách hàng nó sẽ được tốt hơn. Như vậy cái điều đầu tiên chúng ta nên làm gì? Hãy coi khách hàng như người thân trong gia đình của mình. Điều thứ hai là gì? Hãy khiến cho họ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Và một điều thứ ba rất quan trọng, và cái điều này thì em luôn tâm niệm mà nó trở thành một cái bộ quy tắc ứng xử của chính bản thân em cũng như là trong đội của em với khách hàng. Đó chính là gì? Hãy trao cho khách hàng giá trị vượt sự mong đợi. Cái sự mong đợi đây nó giống như cái việc mà bạn nói là bạn cung cấp cho họ cái giá trị A, sản phẩm A, thì ngoài việc bạn cung cấp hai thứ ra thì bạn cung cấp những thứ khác nữa, như là sự định hướng, như là cái phần kiến thức, đúng không nào? Hay như là cái điều gì đó giúp đỡ họ để họ cảm thấy là thực sự là mình đang muốn tốt cho họ, thì lúc đó thì bạn sẽ nhận được tất cả mọi thứ vượt sự mong đợi. Và đó là khi mà họ có một cái trải nghiệm wow. Đúng rồi. Họ bất ngờ, bởi vì là những cái khi mà mình bán hàng đơn thuần nó chỉ là gọi một một thì họ cũng chưa ok, tôi đang cần cái sản phẩm này và bạn cung cấp cho tôi sản phẩm này,
thì nó rất là bình thường. Nhưng khi bạn đã có những cái chương trình chăm sóc khách hàng cho họ và có những phần value tăng thêm giá trị cho họ, thì họ luôn có một cái sự cảm thấy là thật sự là biết ơn những người mà đã chăm sóc cho mình, và họ cảm thấy rất là một cái chút gì đó nâng nâng và cảm thấy tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc hẳn là những cái điều đấy sẽ khiến cho khách hàng của mình sẽ luôn luôn ghi nhớ mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, đó là những câu chuyện của Đức rất là tuyệt vời khi mà mình nói chuyện với Đức. Và anh có thể hỏi qua thêm một điều nữa thôi, đó là qua quá trình em làm việc cùng với những khách hàng và qua những cái quá trình mình rèn luyện và phát triển bản thân, thì anh có thể hỏi em được phát triển qua những khi em tô luyện ấy, thì em đã có sử dụng những cái điều gì, công cụ gì, hay là những bộ sách nào, hay là những điều nào có thể khiến em có được như ngày hôm nay? Nói về công cụ thì hay anh đơn giản là có những cái bộ sách nào mà em đã từng đọc qua và giúp em có nhiều thêm những kiến thức ấy? Thì nói về những bộ sách mà em đã học để làm sao thấu hiểu tâm lý hành vi khách hàng, cũng như là làm sao để cho cái dịch vụ của mình được tốt hơn, thì cái cuốn sách đầu tiên em đọc, em cảm nhận được rằng mình học ra rất nhiều việc. Nói chung là cuốn Bí mật chuyên gia. Và tiếp theo nữa là cái cuốn số 2, đó là cuốn sách, những cuốn sách của Jim Rohn. Những cuốn sách nó tập trung vào con người, cuốn sách nó tập trung vào làm sao để khai thác cái tâm lý. Thì bạn có thể tìm đọc những cuốn như là 7 chiến lược để có thịnh vượng, có hạnh phúc. Và một cuốn sách nữa mà em đọc và em cảm thấy rằng là mình áp dụng được rất nhiều vào trong cái việc thấu hiểu như là xây dựng mối quan hệ khách hàng, đó chính là cuốn sách Tác Nhân Tâm. Thì cái việc mà mình chia sẻ với bạn những cuốn sách như này, bạn sẽ thấy rằng là cuốn sách này rất cơ bản mà ai cũng biết trên thị trường. Nhưng mà thực tế là gì? Cái tỷ lệ những người mà họ đọc kỹ và áp dụng những thứ trong cuốn sách đó không được mấy đâu. Họ biết, cái điều mà họ biết và cái điều mà họ làm nó là hai thứ nó cách xa nhau. Đó, thì khi mà em xoáy sâu điều đó thì em đã tạo được khác biệt cho mình. Và đây chắc hẳn là đó là những cái mà gợi ý của Đức dành cho tất cả những các bạn mà đang xem video của Hiệu. Và bạn mong muốn trở thành một người có được những cái tư duy về dịch vụ và có những cái kỹ năng để làm sao giúp cho khách hàng của mình có một trải nghiệm wow tuyệt vời, thì có thể bạn có thể tham khảo qua những cái đầu sách mà Đức vừa giới thiệu cho các bạn. Và cảm ơn Đức ngày hôm nay đã cùng anh chia sẻ những câu chuyện của em rất là tuyệt vời. Và anh cảm ơn em rất là nhiều. Và chúc em thật nhiều sức khỏe và chia sẻ nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Ok. Và hẹn gặp em ở một cái dịp nào đấy anh mình ngồi và chuyện trò cùng nhau nhiều hơn. Và xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.